Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên thứ tư. Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? Phải biết rằng, Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội. Trên giường mình, hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Chương 11. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng, lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói, lạy cha, danh cha được thánh, nước cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bọ cạp chăng? Vậy, nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài? Đức Chúa Giê-xu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Bê-in-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài, thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ bèn phán rằng, nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy, nếu quỷ Sa-tan tự chia rẽ nhau thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc.
khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ 7 quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đức Chúa Giê-xu đương phán những điều ấy. Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng, phước cho dạ đã mang ngài, và vú đã cho ngài bú. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn, mà này, ở đây có đấng hơn Jonah. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên chân đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sỏi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng. Song nếu mắt ngươi xấu thì thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻ sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Đức Chúa Giê-xu đường phán, có một người Pha-ri-si mời ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pha-ri-si thấy ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dạ dột, đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau. Còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng, thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ứng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Sa-cha-ri, đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết. Chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng ngài nói ra. Chương 7. Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê rằng, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta
ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp, đực và cái. Còn loài vật không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống ở trên khắp mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất. Trong 40 ngày và 40 đêm, ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết thảy các loài của ta đã dựng nên. Đoạn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Và khi luộc xảy ra và nước tràn trên mặt đất, thì Noe đã được 600 tuổi. Vì cớ nước luộc, nên Noe vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình. Loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Noe mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người. Sau 7 ngày, nước luộc xảy có trên mặt đất. Nhằm năm 600 của đời Noe, tháng 2, ngày 17, chính ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Lại cũng trong một ngày đó, Noe với vợ, ba con trai, Sem, Cham và Gia-phết cùng ba dâu mình đồng vào tàu. Họ và các loài, thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng trên mặt đất tùy theo loại, chim tùy theo loại và hết thảy vật nào có cánh đều từng cặp theo Noe vào tàu. Nghĩa là mọi xác thịt nào có sinh khí, một đực, một cái, một trống, một mái đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Đoạn, Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Nước luộc phủ mặt đất 40 ngày. Nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Trên mặt đất, nước lớn và dâng thêm nhiều lắm. Chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất. Hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên 15 thước cao hơn. Mấy ngọn núi đều ngập. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột. Nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng và mọi người. Các vật có sinh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng cùng loài chim trời. Chỉ còn Noe và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Nước dâng lên trên mặt đất trọn 150 ngày. Chương 8. Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người. Bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại. Mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước dựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa dựt. Trong 150 ngày nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10. Ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra. Quạ liện đi liện lại, cho đến khi nước dựt khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bò câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bò câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Noe giơ tay bắt lấy bò câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn, người đợi 7 ngày nữa, lại thả bò câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bò câu về cùng người, và này, trong mỏ tha một lá olive tươi. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa, thả con bò câu ra. Nhưng chuyến này, bò câu chẳng trở về cùng người nữa. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã dựt bày mặt đất khô. Noe bèn dỡ mui tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi. Nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy, Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn,
chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.